Chiếc xe sedan mới Honda City RS 2023 bất ngờ xuất hiện tại Thái Lan, cho thấy chiếc thiết kế của xe sắp ra mắt tại Việt Nam. Theo kế hoạch, Honda City 2023 sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 tới đây, cùng với mẫu MPV cỡ nhỏ BZV. Theo kế hoạch, vào ngày 5 tháng 7 năm 2023 tới đây, hãng Honda sẽ chính thức giới thiệu City phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ở thị trường Thái Lan. Trước thời điểm đó, Honda City 2023 đã bị bắt gặp trên đường phố nước này. Chiếc Honda City mới trong những hình ảnh này thuộc phiên bản RS cao cấp nhất. Tương tự Thái Lan, xe ở Việt Nam cũng có phiên bản RS. Do đó, chúng ta có thể xem trước thiết kế của Honda City RS 2023 sắp ra mắt Việt Nam qua hình ảnh xe ở Thái Lan. Có thể thấy Honda City RS 2023 sẽ sở hữu thiết kế tổng thể tương tự bản cao cấp nhất ở thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, xe vẫn có một số chi tiết ngoại thất riêng. Cụ thể, Honda City GS 2023 được trang bị nẹp bao quanh nắp capo, ốp gương chiếu hậu, anten vây cá trên nóc và cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau đều sơn màu đen, tạo cảm giác khỏe khoắn, thể thao hơn. Ngay cả vành la răng 16 in của Honda City GS 2023 cũng được sơn màu tối hơn xe dành cho thị trường Ấn Độ. Trên lưới tản nhiệt và nắp cốp sau đều có logo GS màu đỏ như dấu hiệu nhận biết s chỉ là một trong ba phiên bản của dòng xe Honda City 2023 sắp bán ở Việt Nam. Bên cạnh RS, mẫu xe đen hạng B này còn có phiên bản G và L. Cả ba phiên bản đều được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước trên sau, hốc đèn sương mù, hốc gió trung tâm, vành la răng, đèn hậu và bộ khoách tán gió phía sau mới. Riêng bản G tiêu chuẩn sẽ dùng vành có đường kính 15 in. Ngoài ra, bản RS còn có những đặc điểm nhận dạng riêng như lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong và lưới mắt cáo ở hốc gió trung tâm. Trong khi đó, phiên bản thấp hơn sẽ đi kèm các nan nằm ngang. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, nội thất của Honda City 2023 ở Việt Nam cũng được nâng cấp nhẹ. Trong đó, bản G tiêu chuẩn sẽ được trang bị ghế bọc nỉ, trần màu be và hệ thống âm thanh bốn loa. Ở bản L, xe sẽ đi kèm ghế bọc da khâu chỉ đen, ốp trang trí màu đỏ đô, vô lăng trên cần số bọc da, bệ tỉ tay tính năng khởi động máy từ xa và hệ thống âm thanh 8 loa. So với bản L, bản GS sẽ có thêm ghế bọc da khâu chỉ đỏ và ốp trang trí màu đỏ tươi. Thêm vào đó là màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch với 17 triệu màu và công nghệ Honda Connect, mang đến những tính năng kết nối cho xe. Đáng tiếc là Honda City 2023 tại Việt Nam vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ. Bù lại, xe có thêm camera lùi với độ phân giải cao hơn ở cả ba phiên bản bản cao cấp nhất sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing và phanh đĩa trên cả bốn bánh. Trong khi đó, bản G tiêu chuẩn vẫn dùng phanh tăng chống phía sau. Theo thông tin trên trang web của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Honda City 2023 sẽ dài hơn một chút so với phiên bản cũ. Theo đó, mẫu xe này có chiều dài 4.580mm ở hai bản G và L, tăng 27mm. Con số tương ứng của bản GS là 4.589mm, tăng 36mm. Những kích thước còn lại của xe không có gì thay đổi, bao gồm chiều rộng 1.748mm, chiều cao 1.467mm và chiều dài cơ sở 2.600mm. Trong khi đó, động cơ của Honda City 2023 ở Việt Nam vẫn giữ nguyên như cũ, là máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 89 kW, khoảng 119 mã lực, và mô men xoắn cực đại 145Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Xe ở Việt Nam sẽ không có phiên bản hybrid như Honda City 2023 ở Ấn Độ và Thái Lan. Giá bán của Honda City 2023 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe sẽ chỉ tăng nhẹ khoảng 10 triệu đồng. Hiện mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá bán từ 529, 599 triệu đồng cho 3 phiên bản. Theo kế hoạch, Honda City 2023 sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Cùng với mẫu MPV cỡ nhỏ BZV, từ ngày 5 tháng 7 năm 2023, xe sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng. Vì được lắp ráp trong nước, nên mẫu sedan hạng B này sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 31 tháng 12 năm 2023. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.